Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Mời quý vị anh chị và các bạn cùng tôi vào thăm nhà vườn của anh Văn Thủy, một nhà vườn có khá nhiều cây cảnh cổ. Địa chỉ xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mời quý vị anh chị và các bạn ngắm một tác phẩm xanh khủng ở khu vực sân của nhà anh Văn Thủy nhé. Đấy. Các bạn ngắm qua phía tổng bóng của nó đã. Đấy, tí nữa tôi sẽ vào chi tiết từng góc độ một. Đấy. Một cây xanh bóng rất đẹp, dáng làng của các bạn nhé. Cây nó già kinh khủng luôn. Để xem đường chân bệ của nó nhá. Đấy, chỗ rễ này, đây có cái đường chạy. Qua thời gian nó biến đấy. Trên một cái gốc cổ thụ các bạn, trên một gốc cổ thụ phân nhánh ra làm 5 nhánh lớn, sau đó thì bóc tách ra thành các nhánh nhỏ khác. Bông tay đã được xé ra rồi. Cây này có mặt tại vườn nhà anh Thủy áng chừng khoảng trên dưới 30 năm. Ngày xưa là một cây mà anh sưu tầm ở Văn Giang về. Đấy, xong đưa về tạo tác tiếp. Thời kỳ đỉnh điểm đấy thì cây này vào tầm ngắm của rất nhiều các đại gia. Và đến bây giờ thì mọi người cũng hay đến vườn nhà anh Thủy vừa ngắm vừa chiêm ngưỡng. Nhiều người đặt vấn đề giao lưu nhưng mà anh cũng là tâm huyết với tác phẩm này cho nên là anh giữ ở lại. Đây là cái đường biến của một cái cành. Cái thân, đường thân hay thật. Đầu tiên cây này quý cái là bóng nó đẹp và nó già này. Nó già. Mà đây nhá, cây là ngồi trên, ngày xưa là nó ngồi trên một cái chậu, phủ kín trên một cái chậu xi măng cũ ngày xưa này. Đây ngày xưa đây, đấy. Ngồi trên một cái chậu này, phủ kín này. Diều phòng đẹp không? Quá đỉnh rồi. Già. Chân nó thải chạy như này. Già chun này, chun mốc lại này. Không phải mốc mỗi phần gốc đâu, dễ đâu. Lên đến tận đầu cành luôn. Đây già mốc những cái cành, các bạn nhìn cái cành của nó, cái cành rẽ ra bông này nó cũng đổi màu này. Cũng mốc luôn này. Đấy. Cũng mốc luôn, đổi màu luôn. Già kinh khủng như vậy. Từ gốc đến thân đến rễ đến cành. Đường rễ cũng vậy này. Cả những cái đường rễ rủ này.
dù là qua cái thời của thị trường ưa chuộng cũng mỗi một giai đoạn, nhưng mà với một gốc cây xanh quê như thế này quá là đỉnh, cũng thuộc về hàng hiếm, hàng quý và hiếm. Nhìn cái mé bên này, cái đường rễ nó chạy thì có cái thân này nó biến ra này, biến lả ra này, hay nhỉ. Hang hốc. Phần rễ đằng này á, đan và nó bó biện vào nhau. Này bóng cây lần nữa các bạn nhé. Đây là một cây dáng trực nhưng mà nó có sự biến điệu rất nhiều của tay cảnh. Phần ngọn một cái chân bẹ đẹp. Điều cơ bản là cây ở sân vườn của anh Thủy đấy là nó rất là già các bạn. Đây, bẹ nó bẹt như này. Chỗ góc này phối tiểu cảnh, dưới là con hổ, trên là con đại bàng đây, anh hùng tương ngộ đây. Phần này nhìn như bàn thạch luôn này. Đấy. Trong này là rất là xỉ. Đây này, cái phần này dễ quánh rồi đấy, quánh này keo kết rồi đấy. Ôm một khối xỉ than rất lớn đấy, đây là khối xỉ than này. Những cái đường rễ mà phủ tràn mép bể này. Đấy. Hình mạng này. Đây nhìn cái góc, các bạn nhìn cái góc của cái mép bể này, phần rễ nó phủ kín chỗ góc này đẹp không? Rễ phủ kín mép bể đẹp quá. Đợt này anh Thủy anh ấy đang bắt đầu cái công trình anh làm nhà mới. Vì vậy cho nên là cây cối thì anh ấy lượng mấy chục cái tác phẩm ở trên bể là cũng là di chuyển sang các khu vườn. Di chuyển sang khu vườn để lấy cái diện tích tập kết vật liệu.
nên là tôi ghi nhanh một hai tác phẩm ngay đầu sân thôi. Còn dịp sau tôi sẽ chia sẻ tiếp các tác phẩm khác cho quý vị anh chị và các bạn. Chia sẻ các bạn một tác phẩm khác nhé. Đấy. Một cây giáng trực các bạn ạ. Một cây giáng trực. Đấy, một cây giáng trực. Cây rất già. Đây là phần chân của nó nhá. Cây cũng được gành đá trong một thời gian cũng khá dài. Cái đường tay này, cái đường tay này khược rất đẹp và đánh biến ra, biến điệu ra, cho văng xa ra để lấy cái bóng nó đẹp hơn. Già, nó già bạc như này như quyết vui. Đấy, cây năm thân quá già luôn. Đây là cây năm thân với thế ngũ nhạc nha các bạn nhé. Bẻ ngồi trên bẻ, chậu ngồi trên chậu nhé. Phủ tràn này, cây nó già, thân nhỏ đấy nhưng mà nó già. Nó già đanh rồi, già bạc này. Đấy, đầu cành này.